Thưa quý vị, thưa các bạn, là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai hiện đã có 300.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có một số loại cây trồng đứng top đầu của cả nước như là sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, vân vân. Tuy nhiên, thời gian qua, tình hình tiêu thụ nông sản ở Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung còn gặp nhiều khó khăn, không ổn định, xuất khẩu phụ thuộc vào tình hình cung cầu của thế giới. Trước thực trạng tiêu thụ nông sản không ổn định ở Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung, Bộ Công Thương đã chủ trì chương trình kết nối tiêu thụ hàng hóa và đặc sản vùng miền thông qua hệ thống chợ PMAX 2018 tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Dây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Đây là trung tâm của miền Đông Nam Bộ, là nơi giao lưu rất thuận lợi cho việc mua bán, trao đổi hàng hóa đi khắp các vùng miền trong và ngoài nước bằng cả đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Từ đó xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo chuỗi, liên kết chặt chẽ trong quá trình kinh doanh, bảo đảm cung cầu hàng hóa, tăng cường kết nối, tạo cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trong cả nước. Bộ Công Thương quan tâm tổ chức kết nối cung cầu tại tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là cái chợ đầu mối Dầu Dây đặt tại huyện Thống Nhất. Cái chợ đầu mối Dầu Dây này nó rất là thuận tiện cho việc là giao thương hàng hóa, đặc biệt là những mặt hàng nông sản. Việc là tổ chức thì các tỉnh thành trên toàn quốc tập trung về đây cũng là cái mà để quảng bá cái thương hiệu của Đồng Nai cũng như là cái thương hiệu của chợ đầu mối Dầu Dây. Tính đến hết năm 2017, cả nước có 8.539 chợ, trong đó gần 75% là chợ nông thôn. Đa phần là các chợ thiên về chức năng kinh doanh bán lẻ. Số lượng chợ đầu mối trên cả nước còn khiêm tốn, mới chỉ có 83 chợ, chiếm 0,97%. Mặc dù đã có một số mô hình bước đầu phát triển khá tốt, nhưng trên thực tế, nhìn chung, mạng lưới chợ đầu mối nông sản vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với vai trò quan trọng và yêu cầu phát triển. Theo Bộ Công Thương, nếu tổ chức tốt, chợ đầu mối nông sản sẽ là một kênh tiêu thụ hiệu quả, kết nối sản xuất với phân phối và tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động thương mại nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, thúc đẩy các hoạt động thương mại dịch vụ phát triển. Hiện nay thì các mô hình, một số mô hình chợ đầu mối trên ở Việt Nam cũng đã nghiên cứu những mô hình từng cái luồng hàng hóa một, từng mặt hàng cụ thể, từng nhóm mặt hàng cụ thể cũng như từng khối lượng định mức cụ thể, kết nối từ vùng sản xuất đến chợ cũng như là kết nối đến các người tiêu dùng, người sử dụng hàng hóa đó. Và ví dụ như chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Dây thì cũng đã có một hàng, ví dụ như mặt hàng hoa quả trái cây, bưởi, một số mặt hàng cũng đã theo cái mô hình đó và cũng đang thành công. Tất nhiên thì các mặt hàng dần dần sẽ lan rộng, mở rộng nhiều mặt hàng hơn và nhiều vùng sản xuất hơn, nhiều đặc sản hàng hóa, nhiều vùng miền hơn kết nối đến chợ. Ở Đồng Nai mình là có vị trí thuận lợi, có thể là làm được cái dự án này. Và qua đây cũng kiến nghị luôn là ví dụ như chợ Dây của mình là sắp tới có thể là nghiên cứu làm thêm một cái khu để cho trưng bày và bán sản phẩm nhà vườn. Vì đây là một cái hỗ trợ rất tốt, tạo hình ảnh sau đó nó giống như là ý nghĩa của cái chương trình PMAX lần này là kết nối tiêu thụ hàng hóa và đặc sản vùng miền, và đặc biệt là quan tâm tới cái vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Chương trình kết nối tiêu thụ hàng hóa và đặc sản vùng miền thông qua hệ thống chợ là diễn đàn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các thương nhân gặp gỡ, trao đổi, kết nối kinh doanh từ sản xuất thông qua hệ thống chợ đầu mối đến các cơ sở bán lẻ và người tiêu dùng. Đây cũng là cơ hội để các nhà bán lẻ, người tiêu dùng tiếp cận nguồn hàng phong phú, đa dạng và ổn định, nhất là các mặt hàng và đặc sản vùng miền, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn và chất lượng. Việc Bộ Công Thương tổ chức chương trình kết nối tiêu thụ hàng hóa và đặc sản vùng miền thông qua hệ thống chợ sẽ khuyến khích doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư tham gia hoạt động kinh doanh tại chợ, góp phần xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo chuỗi, tạo sự liên kết chặt chẽ trong quá trình kinh doanh, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là tại thị trường khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Đây là cơ hội để tăng cường liên kết ba nhà gồm nhà quản lý, nhà sản xuất và nhà phân phối thông qua các hoạt động ký kết thỏa thuận hợp tác tiêu thụ hàng hóa và đặc sản vùng miền. Từ đó, hướng tới phương thức kinh doanh nông sản hiện đại.